bí quyết để mà giàu có bền vững của người Do Thái, đó là dạy con biết yêu sách và đọc sách. Khi một đứa trẻ mới được sinh ra ấy, là họ bắt đầu bôi mật ong vào sách và rồi cho đứa trẻ đấy nếm và thấy sách ngọt ngào biết bao. Và trong phòng ngủ họ cũng có giá sách, phòng khách họ cũng có giá sách, ở phòng nào họ cũng có giá sách hết ấy. Và mua nhiều sách hơn mức bạn có thể đọc. Và khi bạn đọc sách mỗi ngày thì bạn lớn lên mỗi ngày. Và có một hoạt động thường niên mà chúng ta phải làm với con của mình, đó là đi nhà sách. Đương nhiên bây giờ các chị vẫn mua online, nhưng mà cô Lanh thấy như này không có gì thay thế được cái việc đi nhà sách cả. Và đi nhà sách thì đừng có giục con là nhanh nhen. Đi nhà sách kệ nó, 2 tiếng ở trong nhà sách cũng được. Và mình không cho mua ồ ạt đâu nha. Mình bảo hôm nay mua 2 cuốn hay 3 cuốn từ đây thì các con mới biết cách lựa chọn và nó mới chân quý để về nó đọc. Và đó là một cái hoạt động thường niên của cha mẹ và con cái.